Con chưa yêu bao giờ nên con không biết là con có ghen hay không. Đạn lớn có, đạn nhỏ có, muốn đạn nào có đạn đó. Ô, phong tục người ê đê là mình đi cưới chồng mình hung đi. Đúng rồi đó. Cỡ quá tục... đi. Mình hung đi. Người ê đê nói là em yêu anh là nói tiếng ê đê nói sao? Câu khắp y. Khắp hợp y. Thôi ông nói tiếng Kinh đi. Thôi anh yêu em yêu anh nói đại giờ là mệt quá. Rồi đó nè, rồi chủ động đi nè. Bắt đầu nè. Tai ơi nhau thì lại bướm mắt thuật. Trước tiên xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả có mặt trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Trung, năm nay em 28 tuổi. Quê em ở Thái Bình, nhà em hiện tại đang ở Đắk Lắk, đang công tác tại Trung đoàn 66, Sư đoàn 10, Quân đoàn 3. Hiện nay em làm chức vụ gì trong đó? Hiện nay em vẫn đang làm trung đội trưởng. Quân hàm của mình là? Dạ thượng úy ạ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con, cho anh trung đội trưởng ảnh nghe. Con chào chú Quyền Linh, con chào cô Hồng Vân. Chào quý khán giả đang có mặt tại trường quay và quý khán giả theo dõi truyền hình. Chào bạn Nam. Tên đầy đủ của con là Hờ Lê Na Nie. Con là người ê đê ạ. 22 tuổi, quê em ở Đắk Lắk, đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, mới có 22 tuổi thôi Linh à. Trời ơi, còn nhỏ chút xíu. Nhỏ lắm. Bên đây cũng còn nhỏ, 28. Em trai, em có những cái ưu khuyết điểm gì giới thiệu cho bên kia nghe đi. Đối với ưu điểm thì em là người hiền, dễ gần. Em không biết uống rượu, ít đi chơi. Thứ hai nữa là người cũng hay trầm tính, cũng không hay nóng tính lắm. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi con. Con thì ưu điểm của con là hát tốt và yêu trẻ con, thích đọc sách. Dạ. Con có khuyết điểm gì? Khuyết điểm của con là hậu đậu. Hậu đậu. Mù đường. Con có hay nóng giận hoặc là ghen tuông gì không? Con chưa yêu bao giờ nên con không biết là con có ghen hay không. Rồi, em trai em có mấy mối tình rồi? Dạ, trước đây em trải qua một mối tình. Một mối tình lâu không? Dạ, cách đây cũng 4 năm là thời em mới ra trường. Yêu nhau bao lâu? Dạ, yêu nhau được 5 rưỡi ạ. Tình trường hai bạn thì cũng mới thôi, không có gì hết. Bây giờ bên đàn gái nè, mình muốn tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, thưa chú là người yêu lý tưởng của con thì về ngoại hình là chiều cao là từ 1m75 trở lên. 75 trở lên được hả? Dạ, tại con cao cỡ 1m65 mà con đi dạy là con mang giày cao gót thì con cũng gần 1m7 rồi. Dạ. Em trai cao mét mấy? Dạ, em cao 1m73. Thiếu 2 phân không sao hết, đi giày động 2 phân. Đúng trong rồi. Cái ngày lễ thành hôn là rồi. Được rồi. Còn gì nữa con? Dạ, về ngoại hình là chỉ như vậy, còn về tính cách thì con thích người điềm đạm, bao dung và chân thành. Con có thích bạn trai có một khuôn mặt đẹp trai không? Con chỉ quan tâm chiều cao thôi, còn khuôn mặt thì sao cũng được. Vậy hả? Mặt bên sao đây cũng vừa được. Có vừa chiều cao mà vừa có sự đẹp trai nữa. Thế còn bên đàn trai hình mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Mẫu bạn gái lý tưởng thì có vẻ bề ngoài thì vừa nhìn. Có răng khăn để có nụm má đồng tiền thì càng tốt ạ. Để qua coi bên đàn gái có má lúc đồng tiền không nha. Chào đàn gái. Cũng có nhỏ nhỏ chút xíu. Mắt to, mặt xinh, tóc đen như gỗ mun. Cái bạn này là lạ, người ta ở trên đó là cái da người ta ngâm đen, có mình bạn này da trắng à. Không, nói chung là đàn trai qua thấy đàn gái hơi bị ưng nữa nha. Hơi bị được, cái tôi nói cho ông biết, tôi hơi bị ưng đó nha. Tay tôi nè, tay tôi ạ, tôi nghĩ. Đàn trai cũng mắt cũng đẹp lắm à, lông mi dài sọc luôn á. Cái cặp này mà lấy nhau là xanh con là đẹp lắm luôn à. Trời ơi, cái chú bên đây đó, cái lỗ mũi chú cao, mà có đôi mắt của chú cũng to, da của chú ngâm đen. Chính là chú này giống người miền núi hơn là cô này. Người ta bộ đội. Dạ em là đơn vị đóng quân ở Tây Nguyên mà. Ừ, Tây Nguyên mà. Nói giỡn vậy thôi nhưng mà tôi cũng ưng ạ. Mắt đàn trai cũng đẹp, bên đàn gái cũng xinh. Hợp tình, hợp lý. Bây giờ mình hỏi coi gia đình hai bên góp ý để thế nào mình thôi. Mình dành cái thời gian cho các bạn tìm hiểu nhau nhiều hơn. Đúng rồi. Rồi, con đi với ai? Dạ, con đi với bạn thân của con. Dạ, lời đầu tiên thì con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh và tất cả các khán giả đang trong trường quay cũng như là đang xem qua màn ảnh nhỏ. Dạ, con là bạn thân ở đại học của Lena. Theo mình nhận xét á, thì anh bên đây là da đang hơi căng thẳng chút xíu thôi, nhưng mà cảm thấy là anh cũng khá là chân thật
và nghiêm túc và chín chắn của đặc trưng của người bộ nội. Với lại Na không thích uống rượu thì anh không có uống rượu là một ưu điểm rất là tốt, và anh không có tức giận là chắc là sẽ là bao dung cho cái sự hơi vướng bệnh của Na chút xíu. Thành ra con nghĩ là có vẻ là cũng sẽ hợp với bạn Na. Nào, con thấy anh đẹp trai không? Dạ, theo gu của con thì đẹp, còn theo Na thì không biết, tại nhiều khi Na gu lạ lắm. Gu lạ hả? Rồi để ngồi coi gu của Na làm sao. Còn em? Dạ, hôm nay để về chương trình thì có cấp trên của em. Chào cô Hồng Vân, chào chú Quỳnh Linh, xin kính chào quý vị khán giả, chào bạn Lê Na. Tôi là Nguyễn Văn Giáp, là chính trị viên phó tiểu đoàn của đồng chí Trung. Vâng, nói về đồng chí Trung thì là một con người nhiệt tình, trách nhiệm và rất tình cảm. Cái thuận lợi thứ hai nữa là đồng chí Trung hiện tại là công tác ở Đắk Lắk, ở ELEO. Và hiện tại nhà của đồng chí Trung là cũng đang ở Đắk Lắk. Là một điều hết sức thuận lợi cho hai bạn. Qua nghe bạn nói chuyện thì bạn rất dễ thương và rất dễ gần. Thì mong sao hai bạn cho nhau một cơ hội để tiến đến một cái gì đó nó cao hơn và xa hơn. Xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chương trình nhé. Thôi, mở rào thôi. Mở rào. Rồi đó, hai bạn trẻ nói chuyện đi. Không gian này là của các bạn đó. Chào anh. Anh chào em. Để chương trình anh có món quà tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh ạ. Anh cảm ơn. Dạ, anh cảm ơn. Cái này là em tự viết thư pháp rồi em tặng chữ An cho anh, cũng mong muốn anh có một cái cuộc sống luôn luôn được bình an hạnh phúc. Anh cảm ơn. Còn ý nghĩa em tặng cái món quà kia em làm thế nào, em nói cho bạn gái biết luôn. Rồi. Đi rồi, viên đạn này là đặc trưng của bên quân đội em ạ. Trái đó. Tim nữa rồi có nhiều đạn nữa, đạn lớn có, đạn nhỏ có, muốn đạn nào có đạn đó. Bây giờ mình giao lưu, mình hát bài cho nó không khí cái đi. Dạ, đến với chương trình ngày hôm nay thì con muốn tặng cho những quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay cũng như là bạn và cô chú một bài hát bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của con. Cái bài đó tên là Clay Mị Ma Khắp, có nghĩa là điều ba mẹ yêu. Nội dung của nó là nói về tình cảm của ba mẹ dành cho con cái, mong con cái mình có một cuộc sống tốt. Và trong bài hát nó cũng gửi gắm cái lời cảm ơn của đứa con dành cho cha mẹ của mình. Naka tuom lai khap mi ma sap lu kan tuom thao ngak lai ter nga rai bek lai khap mi ma prong lam ti tui thong ka Glai khap mim se nok kro nge dap Glai khap mam se nak ne kuim de Mi ma tu glai knap let lan Kan tuom nga rai. Ngọt ngào hả? Bây giờ hai bạn cảm nhận về nhau thế nào lần đầu tiên gặp mặt đó? Dạ, đối với em thì cảm nhận bạn gái bên kia là rất là xinh xắn. Thứ hai nữa là cao, đúng với mẫu người lý tưởng của em ạ. Với lại thứ hai nữa là cũng mang đặc trưng của người Tây Nguyên. Em rất thích những người hát Tây Nguyên, kể cả bạn trai, bạn gái là. Thứ hai nữa là nhìn bạn gái bên kia cũng rất là tươi. Em nhìn tươi không cần tưới đúng không? Dạ. Còn bạn gái, bạn cảm nhận thế nào về chàng trai này? Nhìn anh Trung thì em thấy hiền, có hơi rụt rè chút xíu, nhưng mà cũng khá là giống với hình mẫu mà con muốn. Cho anh hỏi, nếu mà sau này về, nếu mà công tác, em có công tác về chỗ nhà Đắk Lắk. Em thì mong muốn là sẽ về quê để dạy học. Thì anh năm nay cũng 28 rồi, chúng ta có thể tiến xa hơn, có thể là 1 năm hoặc 2 năm. Nếu được thì khoảng 2 năm. 2 năm là tròn 30. Nhưng cái phong tục người ED đó là có gái đi cưới con trai hay con trai cưới con gái? Dạ, theo phong tục của dân tộc con thì là con gái cưới con trai. Con gái cưới con trai khỏe là khỏe, khỏe khỏi lo gì hết. Xin lễ con thường là tối thiểu là mấy cặp trâu? Con thấy chị con cưới thì hình như là có một con trâu, một con heo, tiền vàng, ý là đi cưới chồng á. Đàn gái đem qua đúng không? Dạ đúng rồi. Ý là đàn, đó là đàn trai yêu cầu bao nhiêu đó. Thôi, yêu cầu hai con trâu, hai con heo, hai con bò, lâu lâu mới được lên lần đó em.
Trời ơi, đó giờ bạn mới hòa gần như cặp đôi đầu tiên bên đàn gái đi họ đi cưới là trai đó. Đội em. Dạ, đối với em thì cũng không cần yêu cầu gì nhiều ạ. Không cần, người ta đi tới mà mình nhận đi chứ. Không có nhận đâu có yêu được. Tiền đàn gái đi khoảng nhiêu? Con cũng không rõ nữa, cũng tùy nhà trai à. Có nhà trai thì là 30, có nhà thì 50. 50 triệu á hả? Trời ngon ta. Nhà trai có quyền đề nghị. Cầm đi. Lên chút xíu không? Mà thí dụ như trong trường hợp mà nhà trai đề nghị ngược lại thì sao? Có nghĩa là bây giờ để cưới cô gái này, nhà trai sẽ tặng cho nhà gái là bao nhiêu đó thì là có được không? Không có lực đó, không có lực đó. Có bị trái phong tục không con? Trái. Trái phong tục. Con nói đi, dạ, ví dụ như không sao ạ. Không sao, được nhận đúng không? Dạ được. Ai nói không sao, trời phong tục nó phải ngược lại được đâu. Tham quá, ông tham quá. Phải tham mà cái luật lệ người ta rồi. Nè, nhà trai mà hốt được cô này là lời dữ lắm rồi. Thôi có nhiều nhận nhiều, 50 dương heo dương bò dương trâu đúng không? Và nếu mà mình nhận tiền để sau này cũng là của hai đứa. Đúng rồi, của hai đứa luôn mà. Trời tôi mừng quá. Đàn ông đi qua gọi là được cưới đó thì đàn ông đem theo gì con? Mang cái thân theo thôi. Cái thân thôi chứ chưa. Bán thân đó. Ý phải chứ còn gì nữa. Đem thân qua thôi. Thì làm vậy đó, bán thân đâu bán. Nhưng thân mà... ta cưới. Giờ chị hỏi nè, ví dụ đi trong đầu em giống như là hoặc là trong đầu của ba mẹ em vậy, khi mà em lấy được một người vợ thì ba mẹ sẽ cho cái người vợ hoặc là cho con của mình đó là bao nhiêu, cho miếng đất nào không hay là? Dạ do bên em là con út trong gia đình. Con út trong dạ. Giờ có sẵn gì rồi? Dạ có rẫy có nhà rồi. Hai đứa lấy nhau là được cặp trâu với 50 triệu bên đàn gái được. Ai đăng ký lấy vợ đi gặp tôi nha. Khỏe re. Có 50 chai, con bò con heo. Nhưng bầy gà muốn đòi nhiêu được nhiêu. Trời khỏe quá ta. Không vậy được ha, cái cặp này vậy là chưa gì là có của dữ lắm rồi đó. Của bên đàn trai, của bên đàn gái đó. Bây giờ là em muốn nói điều gì trong tận trái tim của mình với cô gái đối diện đi. Sau đó mình tiến hành, mình bấm nút thôi. Chứ giờ đúng mình rồi. Lo tôi đang chờ vụ heo với bò xong hết rồi. Được hết rồi. Sau này nếu mà hai đứa có ý định tiến xa hơn thì em xin hứa thì sau này sẽ chăm sóc và đùm bọc bạn gái nghe. Lena nói gì đi, tiến xa hơn em sẽ cưới anh. Nói đúng thủ tục người ED đi. Nếu được thì em sẽ đi cưới anh. Đó. Trời ơi. Anh cảm ơn em. Phải câu này nhất luôn. Ừ. Nếu được em cưới anh thì anh cũng sẵn sàng cưới em. Rồi về chỗ đi. Chúng ta để tay vào nút bấm nha, quyết định nha. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 3 2 và 1. Hết thời gian. Trời ơi. Lo dữ hết trời. Rồi, chúc mừng hai đứa. Rồi tay coi như là rung hết trơn. Bây giờ nắm tay thật sự nè. Nào, bây giờ xin phép thủ trưởng gia đình đi. Cho mình hôn bằng cái đi. Dạ em xin phép bên đơn vị, xin phép gia đình và xin phép toàn trường quay ngày hôm nay cho em xin phép được. Xin phép toàn thể nhân loại cho tôi đặt cái hôn đầu đời trên cái gò má của bạn gái tôi. Ô phong tục người ED là... Thôi mình đi cưới chồng mình hôn đi. Đúng rồi đó. Cỡ quá tục... đi. Mình hôn đi. Người ED nói là em yêu anh là nói tiếng ED nói sao? Câu khắp y. Khắp hợp y. Thôi ông nói tiếng Kinh đi. Thôi anh yêu em yêu anh nói đại vô là mệt quá. Rồi đó nè, rồi chủ động đi nè. Bắt đầu nè. Đẹp quá, cưng quá thiệt á. Cặp đôi này dễ thương lắm á nha. Đi nha, lẹ lẹ nha. Dạ. Có gì rủ tụi anh lên đó nha. Dạ dạ. Ai yêu nhau thì buông thuộc, có thuộc bài đó không? Dạ thuộc. Đâu hát thử rồi, 2, 3. Ai yêu nhau thì lại buông thuộc. Coi mắt bạn gái xíu coi áo tím như thế nào, màu tím ông trung tình. Ông thấy áo dài tím là ông đã thấy thích rồi đó. Đúng rồi. Nói thiệt luôn á, đây nè đó. Ồ. Thì đến với chương trình này thì cũng mong em cho một cơ hội để được tìm hiểu, tiến tới xa hơn một bước nữa. Giới thiệu về mình. Dạ em xin chào chị Hồng Vân ạ, anh Quyền Linh cùng với bạn trai bên kia. Dạ em tên là Quách Thị Thanh Nga, năm nay em 29 tuổi, quê ở Huế ạ. Em làm điều dưỡng tại bệnh viện Thống Nhất. Rồi mời chàng trai. Chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân, chào bạn nữ bên kia và chào toàn thể mọi người trong trường quay. Tôi tên là Phạm Vinh, chính trị viên phó đại đội 11, tiểu đoàn 9,
Trung đoàn 66, huyện Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Mình quê gốc là ở Huế. Bây giờ bên đàn gái cho biết một chút xíu về ưu điểm, khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của em thì hiền lành, vui vẻ, biết làm việc nhà, nấu ăn được, chăm sóc được cho người khác. Đối tượng mà em chăm sóc thường là những người... Người lớn tuổi. Cái điểm yếu của em là gì? Điểm yếu của em thì có hơi rụt rè. Có nóng giận không? Dạ không, thứ nhất là do cái tính của em, có sự chiều đựng đó em cũng lớn. Thứ hai là liên quan đến cái nghề nghiệp của em, cần phải sự nhẹ nhàng, biết lắng nghe. Như vậy có nghĩa là nếu mà ai mà lấy được em á, thì là rất là may mắn. Khi nào mà được ở gần em á, đều thấy cái sự yên ổn, bình yên, đúng không? Nói cho bà mối biết là ưu khuyết điểm của em đi. Nói tiếng Huế đi. Về ưu điểm của em thì vui vẻ, hòa đồng. Ngoài ra thì biết chiều chuộng, yêu thương một người con gái. Cũng biết lắng nghe. Thôi nói tiếng Nam đi cho khỏe đi. Dạ. Đối với lại khuyết điểm của em thì rụt rè, hơi nhút nhát trong chuyện tình cảm. Có mấy mối tình rồi? Với em thì đã trải qua một mối tình cách đây 4 năm, thời đại học. Quen mấy năm mà chia tay 4 năm nay rồi? Quen cũng 1 năm mà. Để hỏi bạn bên đây, còn em có mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng có một mối tình, cũng là gọi là tìm hiểu. Và qua một thời gian thì tình yêu nó chưa đủ lớn. Thứ hai là không có sự cái quan tâm cho nhau lắm. Nên hai đứa chia tay. Chia tay lâu chưa cưng? Dạ được hơn 1 năm rồi. Nói chung là hai bên thì cũng có một mối tình giống như nhau, nhưng mà cũng trắc trở, chưa có nợ với nhau. Bây giờ hy vọng mối tình này mình sẽ nợ với nhau luôn nha. Thì hy vọng đó, nhưng mà với điều kiện là Vinh phải hoạt bát lên một chút, phải tạo được cái niềm tin cho cái người phụ nữ ở bên đây á, là đây là một cái điểm tựa vững vàng của mình. Bây giờ các bạn đã có một cái điểm gần nhau, đó là cùng quê ở Huế rồi. Bây giờ em nghĩ về cái người bạn bên cạnh á, sẽ là bao nhiêu phần trăm so với cái mẫu phụ nữ mà em nghĩ trong đầu? Thì em nghĩ bạn nữ bên cạnh đáp ứng được 80% so với lại yêu cầu của em. Chưa gặp mà tính 80% rồi đó hả? Tại vì người ta nghe nãy giờ mấy cái nói về bản thân đó à. Thì người ta cảm nhận là được 80% vậy rồi. Vậy khỏi gặp, bấm nút luôn đi. 80% là tôi bấm nút rồi đó. Còn em thì sao? Dạ, hồi nãy giờ em cũng nghe là chia sẻ của bạn trai. Thì em cũng cần một sự chín chắn, trưởng thành hơn, năng động hơn để có thể là bảo vệ cho em. Tại vì tính em cũng là hơi rụt rè. Em có cái mẫu hình lý tưởng nào về cái người con trai, người bạn trai của em không? Dạ em thì không có mẫu hình lý tưởng. Bên ngoài dễ nhìn là được, cao hơn em. Cao hơn em thì là bao nhiêu? Em tầm 1.5m. 1.5m thì là anh đến là 1.6m là được đúng không? Dạ, 1.6m, 1.65m là được. Về tính cách thì trưởng thành, điềm đạm. Sau khi mà có gia đình thì có thể là biết là quan tâm chăm sóc cho gia đình nhiều hơn. Em cảm nhận bạn bên đây là có được bao nhiêu phần trăm mà cái yêu cầu của em? Người ta bên đó là nói bên đây là tới 80% đó, còn em thì bao nhiêu? Em thấp hơn một chút xíu, chắc khoảng 60%. Coi mắt bạn gái xíu coi áo tím như thế nào, màu tím ông trung tình. Ông thấy cái áo dài tím là ông đã thấy thích rồi đó. Đúng rồi. Nói thiệt luôn á, đây này đó. Ồ, tím riệm luôn ha. Tím riệm mà rất là gái. Có một cái điều gì đó nó rất là ẩn chứa nha. Cái người con gái này rất là duyên dáng. Tím thủy chung, tím cả đợi chờ. Trời, dễ thương quá. Em không thích điều gì ở đàn ông? Em không thích là hút thuốc. Đừng có đầu hỏi. Quá trời tóc. Này nó chỉ không mà nó hỏi. Em không thích gì nữa? Uống rượu bia nhưng mà phải biết dừng đúng lúc. Mẫu hình lý tưởng của bạn trai như thế nào? Thì mọi người lý tưởng của em là một người phụ nữ ngoại hình dễ nhìn, biết quan tâm, đồng cảm với em trong mọi việc, đảm đang một tí thao tác để có thể chăm lo cho gia đình. Rồi. Coi như bên đây là tôi thấy là đúng là 80% là chính xác luôn á, đúng nghề của người ta luôn á, sẵn sàng làm dâu luôn. Làm dâu trăm họ còn được mà làm dâu một thì gia đình đâu có thua gì đâu. Rồi. Được đó, bây giờ mình hỏi người thân của coi sao. Nhà gái đi với ai? Dạ hôm nay em có đi với những anh chị đồng nghiệp của em ạ. Dạ lần đầu tiên cho em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh cùng bạn bên cạnh và tất cả các khán giả có mặt trong trường quay cũng như đang xem đài. Về Nga thì Nga là một cô gái là hiền hòa, nhẹ nhàng và vô cùng tinh tế. Còn em có vài lời nhận xét bạn bên cạnh là bạn này bên cạnh thì có một vẻ điềm đạm, chín chắn và có một cái gì đó nhìn nó trưởng thành. Về nhìn chung thì em thấy hai bạn có vẻ hợp. Em cũng điều dưỡng bệnh viện thống nhất luôn hả?
Dạ đúng rồi ạ. Trời, điều dưỡng thống nhất, bệnh dưỡng nhất đẹp, xinh quá vậy trời. Bây giờ xinh quá, em có gia đình kia. Dạ em có gia đình rồi ạ. Trời ơi. Wow, bệnh phải nhất. Mà nói chưa một cái là lần sau mong gặp em ở chương trình này. Thống nhất còn nhiều, bác sĩ cũng dễ thương, điều dưỡng cũng dễ thương, lãnh đạo cũng dễ thương, phục vụ bệnh nhân tận tình luôn. Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở ngã tư Bảy Hiền. Ông vô chưa? Vô hoài. Đúng không? Dạ em gặp anh Vinh Lời. Chú bộ đội đi với ai? Cùng đi với em là thủ trưởng đơn vị. Kính thưa chú Quyền Linh, cô Hồng Vân, kính thưa quý vị khán giả. Đối với đặc điểm của đơn vị là đơn vị làm nhiệm vụ là sẵn sàng chiến đấu. Cả đơn vị chỉ có một cô công nhân viên là nữ, còn lại 100% là nam. Gặp các bạn nữ thì tâm lý chung của anh em đơn vị là một chút bối rối. Nhưng thực tế trong công việc thì đồng chí Vinh là một người trách nhiệm, kiên quyết và rất chững chạc. Đối với bạn nữ ở bên này thì qua nghe bạn nói chuyện thì có một cái đó rất là Huế, rất thơ mộng. Thì cũng mong sao là bạn này thông cảm cho những cái hoàn cảnh, cái đặc điểm của anh em chúng tôi. Thì mong sao qua cuộc nói chuyện lần này hai bạn sẽ hiểu nhau hơn, mở lòng ra và tiến xa hơn. Cảm ơn thủ trưởng. Rồi bây giờ mở rào đi nha. Hai bên gặp mặt thôi. Mở rào. Mình đi đi tìm anh có món quà nhỏ tặng em. Thì em cảm ơn ạ. Hôm nay đến với chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh, đó là cuốn sách với lại là một hộp khẩu trang. Anh là có thể là bảo vệ cho sức khỏe mình cũng có mọi người xung quanh ạ. Trời ơi, ngay thời điểm này cái đó là quý hơn vàng đó nghe. Khẩu trang nhớ tặng tôi mấy cái nha. Chị thấy hai đứa nên nói tiếng Huế với nhau đi để trở lại gốc gác của mình đi. Dạ. Nói đi, từ hai đứa nói từ hiệu nhau được rồi, chả cần ai nghe câu chuyện của mình cả. Em cảm giác anh như thế nào? Dạ thì mới lần đầu gặp mặt thì em cũng thấy anh trưởng thành, cũng nói chung là những người mà công tác trong ngành quân đội thì em cũng rất thích vì cái sự kỷ cương nề nếp. Em có nét nhẹ nhàng dịu dàng của người con gái Huế, đặc biệt là đến với chương trình ngày hôm nay em là rất là xinh đẹp. Dạ cảm ơn. Rồi hai đứa về ghế ngồi nói chuyện đi. Em có cái bài hát Huế nào không, em hát một cái đi coi nha. Dạ, hôm nay đi với chương trình em cũng xin hát một đoạn ngắn trong bài hát Quê hương ba miền ạ. Đến Huế rồi thăm dòng sông Hương, đường qua ví da chờ đóng ba ngự bình, thăm lăng di tích thăm thiên mộ, tông thể chậm vai nghiêng nón qua trang tiên. Trời ơi, em hát hay quá à. Anh thì giọng không được hay cho lắm. Dạ. Nhưng mà cũng đáp lại em với bài hát là Huế thương. Hát đi. Trở lại Huế thương, lần theo ấn tình cầu hát, tìm người con gái dáng đứng mộng mơ, sống hương nước chảy tìm rắn được chứ, em cháu nọn lùa vòng tay đợi chờ. Cho một cái nha. Cảm ơn nha, cho một cái. Ông lấy rồi mới xin mà ông. Xin rồi hồi nó không cho, hôm nay mua không có. Rồi hai đứa nói chuyện nhau đi nè. Chị cho em hỏi là anh đi vào trong này Đắk Lắk, anh công tác Đắk Lắk được lâu chưa ạ? Mình công tác cũng gần được một năm rồi. Hiện tại gia đình của anh là vẫn đang sống ở Huế. Gia đình thì chuyển vào trong thành phố Buôn Ma Thuột sống cũng được một thời gian. Thì nếu mà sau này á, mình có thể là mình tiến xa hơn, thì em có phải về ở cái chỗ đơn vị của anh công tác để làm hay là? Đối với lại công tác thì anh chỉ cần cái gọi là thuận tiện nhất cho công tác của cả hai. Còn trong việc nhà, nếu những lúc em mệt hay những lúc em cảm giác muốn đi chơi cùng bạn bè, anh có thể đảm nhiệm hết cho em. Bây giờ á, Vinh nói một câu gì với lại Nga đi. Qua cuộc nói chuyện rồi mình suy nghĩ gì về Nga, mình mong muốn cái gì ở Nga ha. Nghĩ sao nói vậy? Nga ơi, dạ. Thì đến với chương trình này thì cũng mong em cho một cơ hội để được tìm hiểu, tiến tới xa hơn một bước nữa. Dạ thì đến với chương trình thì em cũng có mong muốn là cũng tạo cho mình một cơ hội, và nếu được thì cũng có thể tiến xa hơn.
Rồi, hết thời gian. Chúng ta để tay vào nút bấm. Hãy quyết định khi con tim mình rung động. Sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định. 3 2 1 Xứng quá, xứng chặt tay nhau. Cảm giác Vinh thế nào Vinh? Dạ, đến thời điểm bây giờ vẫn còn rung à, rất là rung à. À, còn Nga? Hồi giờ thì rất rung nhưng mà lên đây em thấy không còn rung nữa. Cái nụ cười của Vinh thân thiện quá mà, cười rất là tin tưởng. Bây giờ Vinh xin phép gia đình của Nga, gia đình hai bên, thủ trưởng mình với mọi người cho hôn Nga cái đầu tiên đi. Thì bây giờ xin phép gia đình hai bên cùng mọi người xin phép hôn Nga một nụ hôn đầu tiên. Gì sao cứ trên không vậy? Đoạn giữa, xuống giữa, xuống giữa. Ông Linh không dễ sợ lắm. Không, nói chung là anh muốn hai đứa gọi là có những cái cảm giác rất là ấn tượng trong ngày hôm nay nha. Bây giờ gái giới thiệu về mình cho nhà trai nghe các con nè. Dạ, xin chào chị Ngọc Lan, xin chào chú Quỳnh Linh và xin chào bạn Nam ạ. Em tên là Nguyễn Thị Minh Thúy, nghệ danh là Băng Băng. Năm nay em 22 tuổi và hiện tại đang là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ạ. Nghệ danh Băng Băng hả? Nghệ danh Băng Băng có đi biểu diễn chưa mà mình có nghệ danh? Dạ, nghệ danh này là từ nhỏ của em tới lớn rồi. Rồi thôi, sơ sơ là vậy đó, giờ tới nhà trai đi. Dạ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Huỳnh Thanh Hiệp ạ. Em sinh năm ngày nắng 4/95. Hiện tại thì hơi rung. Hiện tại thì hơi rung hả? Gái ta mạnh dạng ra thì thoải mái lên. Hiện tại đang làm gì đây? Dạ, hiện tại thì em đang phụ giúp gia đình nè. Cơ khí. À, cơ khí. Dạ, quê con ở Long An. Sài Gòn á, và Long An kiểu như có xưởng ở dưới. À, tức là xưởng ở đó nhưng mà mình có thể gọi là cung cấp bất kỳ nơi đâu đúng không? Dạ, đúng rồi. Mình đội nón cho nó xị tay chút hay sao? Dạ, không phải. Hiện tại em đội nón là do có một chút xíu vấn đề riêng của em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em có bị một chút xíu tay này nhỏ. Thì hiện tại là em cần phải đội nón. À, rồi. Dạ. À, đồ nó cũng ngầu ha. Cái này chắc mọi người cũng hiểu vì lý do sức khỏe nha. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của nhà gái sao nè? Về điểm mạnh của em thì chắc là nấu ăn, biết may đồ. Và đợt trước thì em có biết chơi bóng chuyền nhưng mà xảy ra một tai nạn là gãy tay nên là em đã nghỉ chơi bóng rồi. Mình gãy tay trong cái quá trình chơi bóng luôn hay sao? Dạ không, mà em bị tai nạn, đi chạy xe tai nạn. Cái đó là điểm điểm mạnh. Rồi còn điểm yếu của mình? Điểm yếu của em là hơi nhút nhát trước đông đông. Lại, lại em sợ người khác mất lòng. À vậy hả? Yeah. Chị thấy ở bên kia là nhút nhát hơn em luôn á. Cho nên là em đừng lo, tự tin lên. Chắc là do em học ngành diễn viên á. Nên là giờ nó đỡ hơn một xíu. Trai sao? Điểm mạnh, điểm yếu sao nè? Dạ, thì điểm mạnh của em là cũng biết nấu ăn, làm việc nhà. Với lại em thích cười lắm, em hay cười nhiều. Hay cười đúng không? Dạ. Dạ, kiểu như em biết chăm sóc mọi người, gia đình hay mọi người xung quanh em cũng biết rất là biết chăm sóc và biết thể hiện cái làm trò vui cho nhà đình vui á. Vậy là tốt rồi. Dạ. Nhưng mà nhút nhát vậy sao làm trò vui cho người khác được? Dạ, ông ở nhà em khác. Ở nhà khác với bạn bè khác lắm à. À, ra ngoài dạ. Mình hơi nhút nhát như về nhà cũng nhút nhát đúng không? Dạ, không, ở ngoài đường chị ở đây hơn. Có tật xấu gì không? Dạ thì tật xấu của em thì hay quên. Dạ em bị hay quên với lại hơi hậu đậu một chút xíu. Kiểu mẹ dặn làm đó cái hay quên, cái em quên cái không làm luôn. Có khi nào chở mẹ đi chợ rồi cái mẹ dặn đón mà cái quên luôn, dạ, bỏ có. Mẹ chợ luôn không? Có. Có không? Dạ có. Có luôn hả? Có điện mày đáng đâu vậy? Thì con nói ủa con ở nhà nó mẹ đâu à? Mày đi chở đi đâu mày hỏi tao. Bắt tay anh gái. Dạ. Ừ, tại vì chị cũng đã từng quên bà vú của chị ở chợ lần rồi. Chở bà vú đi chợ xong rồi cái te đi về rồi cái nằm võng đu đưa rồi bà vú hỏi ủa con đang đâu, con đang nằm nhà nè. Rồi con nhớ con quên gì không? Con đâu quên gì đâu. Cái bà vú bà kêu chứ mày quên tao ở chợ chứ ở đâu. Đó, sao nói là mình hay làm cho người khác cười lắm hả? Dạ đúng rồi, tại con em thích như vậy. Bây giờ chút nữa cái mình mở rào ra mình làm cho bên kia cười đi, chứ thấy bên kia nãy giờ hơi rung rung, hơi nhát nhát á. Em thấy em rung hơn bạn đó. Rung. Giờ mình chia sẻ về cái tình trường của mình đi. Bao nhiêu mối tình rồi? Em trải qua 3 mối tình. Mối tình 1 thì được 1 năm. Nói chung là hai người cũng có xảy ra nhiều xích mích với nhau.
Tại do là em muốn bạn tốt hơn về ví dụ bạn bỏ hút thuốc. Với lại bạn cũng hồi đó là em quen năm 17 tuổi và bạn cũng hay đến nhau nữa. Nên là em muốn bạn tốt hơn nhưng mà càng về sau thì bạn lại không làm lại những cái điều đó và là xích mích nhiều. Nên là em đã chọn quyết định là cho mỗi người một lối đi riêng. Ba mối tình nhưng mà chưa có mối tình nào sâu sắc lắm. Dạ đúng Hiệp. Rồi. Hiệp mấy mối tình Hiệp? Dạ em thì cũng ba mối tình. Cũng ba mối hả? Dạ. Mối dài nhất là mấy năm Hiệp? Dạ ba năm. Ba năm. Nhưng cái mối đó sao chia tay? Bạn đó không trân trọng và tôn trọng em. Không trân trọng và không tôn trọng luôn. Dạ. Trời ơi. Nhưng mà mình có tôn trọng với trân trọng ta không? Dạ có. Lúc nào em cũng là người xuống nước và xin lỗi trước hết. Không cần biết là lý do gì. Vậy đó hả? Dạ. Rồi thuyết phục không được. Dạ không phải là cái không. Em kiểu bạn đó không thay đổi, em bảo bạn đó thay đổi, sửa đi. Tại em cũng vì bạn đó em thay đổi, mà tại sao bạn đó không thay đổi vì em? Rồi, không cùng cái quan điểm mà ha. Dạ. Rồi, bây giờ thì Hiệp muốn người tình của mình như thế nào? Dạ, em muốn bạn đó là thích cũng giống như em này, thích cười, vui vẻ, cũng hòa đồng. Đơn giản vậy đó hả? Dạ, với lại kiểu... Tại nói thì nói vậy nhưng mà khi mình tiếp xúc nhau mình mới biết được những cái điểm mạnh, điểm yếu của nhau như thế nào thôi. Có một cái hình mẫu lý tưởng nào không Hiệp? Dạ không ạ. Em quan trọng ở công ty và cảm xúc mình hơn. Cao thấp gì cũng được đúng không? Dạ. Xấu đẹp gì cũng được đúng không? Nếu mà nói xấu đẹp thì cũng phải ưa nhìn một chút chị ạ. Trời ơi, đừng có lo, con gái không ai xấu đâu. Bên đây nhìn một cái là ưa liền luôn á. Ưa không? Ưa lắm, ưa luôn. Bây giờ tiêu chí bên đó sao nè, coi nó giống nhà trai không nè. Dạ thì về ngoại hình thì bạn phải cao hơn em. Còn về tính cách thì bạn phải trưởng thành và biết lắng nghe rồi chia sẻ với người yêu của mình. Cái này thì chắc là có, chị nghĩ là có. Tại vì bên đó đã trải qua mối tình 3 năm và cũng đã chịu đựng, cũng đã lắng nghe, cũng đã xuống nước rất là nhiều rồi đó. Cho nên là chắc có kinh nghiệm rồi. Nhưng Hiệp dạ. Trưởng thành chưa? Dạ, thì... Tự đánh giá mình xem mình trưởng thành chưa? Thực ra là em, bản thân em nếu mà bảo là trưởng thành thì cũng không trưởng thành. Mà bảo là con nít cũng không gọi là con nít. Em kiểu là mình theo tình huống. Tại đôi lúc á, mình trưởng thành những việc cần thiết. Còn những lúc mình phải con nít thì cái gia đình, cái không khí lúc nào nó mới vui nhộn được. Dạ bộ nhõng nhẽo cho nó vui đúng không? Dạ đúng rồi. Muốn có một người bạn trai giống ai? Giống Lee Min Ho hay là giống chú Quyền Linh? Hay là giống ai? Giống Trấn Thành ạ, tại vì em hâm mộ chú. Giống đúng. Ai? Trấn Thành. Trấn Thành hả? Dạ. Giống Trấn Thành. Trấn gì đây? Giống không? Bên kia giống Trấn Thành đúng không? Đây giống á. Đây cũng Trấn Hiệp à. Không giỡn đâu. Để tôi qua tôi coi nhà gái sao. Trời ơi. Xinh này nha. Dễ thương. Đã xinh nói hả? Rồi nhìn cái là ưa liền. Đúng rồi. Phải vui đúng không? Dạ. Phải chân thành là phải vui đúng không? Dạ đúng rồi. Vui vui nhà vui cửa đúng không? Rồi nhà gái không thích điều gì ở đàn ông? Ghét đàn ông nhất là cái tật gì? Dạ keo kiệt ạ. Keo kiệt. Hiệp có keo kiệt không Hiệp? Dạ không anh ơi. Không có. Ghét gì nữa? Có ghét bị kiểm soát không? Dạ có. Có. Ghen. Có ghét ghen không? Dạ có luôn. Có ghen không? Em đúng chuyện đúng lúc đúng chỗ. Không yên vậy. Vậy chứ nhà gái có ghen không mà ghét nhà trai ghen? Dạ em thì cũng bình thường, đúng lúc đúng chỗ như bạn nam vậy. Rồi vậy hai đứa đúng lúc đúng chỗ mới nghe. Mà đúng lúc chỗ là hoài luôn là mệt đó nha. Đấy, được rồi. Tiêu chí hai bên nghe hết rồi nha. Bây giờ mình hỏi người thân coi làm sao rồi cái mình cho gặp mặt thôi. Em đi với ai? Dạ em đi một mình thôi ạ. À vậy hả? Dịch bệnh này nên đi mình ha, lẻ lẻ vậy đó. Dạ em cũng đi một mình luôn. Một mình yên tâm có. Có ông Mai bà mối rồi. Khỏi lo, bây giờ hai đứa gặp nhau đi ha. Mở rào. Thoải mái lên nào Hiệp. Nào. Nhà gái thông cảm nha, nhà trai có bệnh là nó đổ nó ấm đầu. Dạ em có muốn, anh có muốn quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Đứng đó Hiệp, đứng kế bên. À, em cũng có món quà tặng anh là này là sinh nhân hai mặt anh hùng. À, em mong anh là cũng sẽ mạnh mẽ như nó để bảo vệ người mình thường. À, anh cảm ơn em nhiều. Dạ. Là một cái móc khóa. Em có nhìn như vậy em có biết ý nghĩa của món quà anh tặng như thế nào? Thực ra thì bản thân anh là tặng đồ hay quà đều có ý nghĩa hết. Thì món quà của anh tặng á là bên trong cái ba lô đó là anh tượng trưng là ba lô của tình yêu. Dạ. Nhưng mà ở trong ba lô nhỏ đó là sẽ có một cái móc khóa nhỏ nữa.
Móc khóa đó là tượng trưng cho cái việc mà tình cảm của hai đứa mình á, anh sẽ khóa đàn tình cảm nó lại chỉ giữ yên duyên và em và anh thôi. Thì và hai đứa sẽ cố gắng để mình bước tiếp một con đường dài hơn và tốt hơn như vậy nữa. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi, ngồi xuống đây, hai đứa ngồi xuống đây. À, không biết cảm nhận của em về anh như thế nào? Thì em khá thích cái giọng nói của anh, nghe rất ấm. Còn... anh cảm ơn. Dạ. Còn gì nữa không? Em có thể nói anh nghe thêm được không? Về anh cũng được. Thấy body anh sao? Em không biết. Nó có giống như em tưởng tượng không? Dạ cũng 80%. Vì đứng hình này chú Quyền Linh. Đứng hình hả? Rồi, còn, kêu còn chú Quyền Linh giúp. Được rồi đó, bây giờ nè. Bây giờ hỏi coi bây giờ sở thích của em gái gì? Em mong muốn người chồng tương lai của em phải làm gì? Hỏi đi. Dạ không biết anh, không biết em là cái sở thích của em nó như thế nào, xem mình cái sở thích của anh và em nó có giống nhau nhiều hay không? Anh thích chơi game không? Có. Dạ em rất thích chơi game. Hai đứa lấy nhau gì chơi game thì biết. anh chơi thường xuyên, anh cũng hay chơi với bạn bè đó. Dạ, tại vì cái ngành của em là theo đuổi là ngành diễn viên á. Dạ. Thì em sẽ tiếp xúc rất là nhiều người, trong đó có sẽ những bạn nam. Thì không biết là anh có thông cảm chuyện đó không? Không, không sao cả. Quan trọng là khi mình đã có cảm với nhau thì em phải tin tưởng em chứ. Tại bởi vì anh cũng sẽ có những mối quan hệ, cũng có những bạn, cũng có những cuộc xã giao nọ, thì cũng sẽ có nam và nữ ấy. Thì anh tin ở em thì anh cũng muốn em ở tin ở anh. Với lại lúc nãy em có thấy anh để là hay quên á. Dạ, ví dụ như khi mà hai đứa tiến rồi, sẽ tiến tới rồi sẽ có những cái ngày kỷ niệm hay cái gì đó thì anh có quên không? Những ngày kỷ niệm này nọ thì anh nghĩ là chắc không quên, bởi vì những điều quan trọng thường anh sẽ lưu lại ghi cho một cuốn sổ của mình. Không có nói trước cái đó được nha. Thật sự cái đó là không nói trước được đó. Ở trên sân khấu này nói cái gì là mai mốt xuống sân khấu là phải làm y chang như vậy nha, cho nên đừng có nói trước nha. Trời, người ta hứa cái gì là chắc chắn mà mối ơi. Em được một cái là nói được làm được. Đúng rồi. Thật ra vậy nè, mấy cái chuyện mà những cái ngày kỷ niệm á, đối với chị á nha, thì lỡ mà bạn trai có quên á thì không sao đâu, bạn gái cứ nhắc đi. Không có sao, mấy cái đó nó cũng không có là quá quan trọng để mà chúng ta cứ phải chăm vào cái việc đó để mà bắt lỗi nhau. Có cái mẹo á, mình không nhắc mình nhờ ai nhắc. Đúng rồi. Giả bộ vu vơ đồ viết Facebook đồ là người ta nhớ à. Nhớ không? Em mai mốt mà ví dụ bên kia mà có quên á thì mình nhắc nhẹ chứ mình cũng đừng giận nghe không? Dạ. Rồi bây giờ nè, bên kia đi làm tuốt ở Long An lận rồi, ví dụ hẹn hò với nhau rồi gặp nhau ở đâu, rồi thời gian bao lâu gặp nhau một lần? Không, chị em kiểu là chạy lên chạy xuống Long An với Sài Gòn liên tục à. Kiểu vậy á, em kiểu tại mẹ em ở trên Sài Gòn thì ba em thì kiểu ở dưới, em kiểu chạy lên chạy xuống đây cũng phải phụ giúp cho hai người. Kiểu là vậy, cho nên thì cái thời gian gặp thì em nghĩ là cũng dễ, có thể là do bạn người quyết định đi, tại bởi vì bạn đó còn việc học và những cái công việc hay gì đó riêng, thì em buổi sáng bạn đó cũng bận, em bận, thì tối thì có thể do bạn có sắp xếp ngày nào rảnh thì cả hai có thể gặp nhau cũng được à, em dễ lắm. Rồi bây giờ hỏi thôi, khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho bên nhà trai bước tới? Hỏi đi. Khoảng bao nhiêu lâu thì em sẽ cho anh bước đến gần em hơn? Em nghĩ cái này là tùy vào hai đứa. Dạ. Là do cách nói chuyện của hai đứa có hợp với nhau không, hay là có cái gì điểm chung với nhau không thì lúc đó sẽ tới với nhau, còn không thì mình có thể làm bạn. Anh hiểu rồi. Sao ta? Rồi bây giờ mình thấy bạn gái thì sao, có xinh đẹp giống như là mình tưởng tượng hay không? Em thì bạn khá là xinh, rất là dễ thương, nói chuyện cũng có duyên nữa. Tại em thích những người con gái có nụ cười đẹp, đó là điểm nhấn có thể thu hút em. Với lại em thấy bạn cũng khá là cười nhiều, em cũng thích những bạn cười nhiều nữa. Tại vì khi mình cười nhiều mình sẽ rất là tự tin bản thân của mình, cũng như em vậy nè. Ở bên đây chị cười cũng nhiều lắm nè. Dạ em thấy chị xinh mà. Được đó Hiệp. Dạ. Bây giờ được đó. Bây giờ Hiệp tới nắm tay bạn gái ha, rồi nhìn mặt bạn gái rồi hát một câu gì đó, một đoạn nào đó, hay nói những lời yêu thương ngọt ngào nào đó, thử tìm cái cảm giác coi cho nó giao lưu về cảm giác xíu đi Hiệp. Bước tới đi Hiệp.
Em hát là mọi người về hết thì kệ nó, vui là chính mà, đôi khi mình hát dở nó là niềm vui của cả nhà luôn đó. Nào. Dạ ok. Đúng rồi kìa. Cho anh xin phép nắm tay em nha. Dạ. Thấy thương không? Xin phép nắm tay luôn. Hai tay, nắm hai tay. Dạ. Đó, nhìn thẳng vô mắt nhau. Phải hát thiệt hả? Em phải hát thiệt hả? Hát đại đi, hát gì cũng được. Em ơi lâu đài tình ai đó, sáng trong ánh tim cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua còn vững vương đôi hồn hoa. Hết nổi. Vui mà, vui mà. Này là hát vui nha mọi người, hát vui. Người ta là đang hát vui để đó. Cái nắm tay đi nào, giữ cái nắm tay để cảm, bắt đầu mình cảm nhận cảm giác từ hai bên, dòng điện âm dương như thế nào nè. Em gái thấy làm sao? Em không biết nói sao hết. Thấy bàn tay anh ấm hay lạnh? À, bàn tay anh đổ mồ hôi nhiều quá. Trời ơi, đổ mồ hôi thì lau mồ hôi đi chứ trời. Chứ có đâu mà nắm cái tay người ta rồi đi ra. Tay có không, em đổ mồ hôi, em bị hồi hộp. Rồi, đây nè, cho mượn cái áo nè. Trời đất ơi. Rồi, xong, nắm vô. Rồi, cảm nhận lại nha, cái vụ mồ hôi mình quên đi. Anh kiểu tay bạn đó hơi lạnh. Nói tay gái mà mình, từ trái tim của mình với bạn gái thì em đang cảm thấy là hơi hồi hộp khi nắm tay bạn đó, với lại kiểu hơi rung, kiểu mình hơi rung khá là hồi hộp khi em tiếp xúc với bạn đó, thì không biết thì em nghĩ như thế nào. Em rung lắm đó. Hiệp nói quan điểm hôn nhân gia đình cho mình, cho bạn gái nghe đi, và ngược lại nhìn thẳng mặt bạn gái nói, đừng có mắc cỡ gì hết á. Dạ, quan điểm hôn nhân của anh á thì nó cũng đơn giản thôi, thì thực ra quan điểm anh là vui, hiểu, thấu đáo, quan tâm, chia sẻ là đủ rồi. Đối với anh là như vậy là được. Với lại một điều nữa là hiếu thuận với cả hai người đó. Tại bởi vì anh thực sự đây, anh nghĩ em cũng sẽ rất là hiếu thuận ba mẹ. Anh cũng vậy, anh cũng rất là thương ba mẹ anh. Thì mong sau này anh cũng, nếu mà cả hai có hướng tới một cái gì đó xa hơn á, thì anh mong những cái điều đó nó vẫn sẽ tiếp tục mãi bền vững ở trong cái gia đình nhỏ và cả gia đình lớn của mình. Bạn gái nói luôn. Sao thấy mai mốt mình lấy nhau rồi có muốn làm dâu không? Muốn ở chung với ba mẹ hay là muốn ở riêng hay sao? Thì mình nói quan điểm của mình ra. Thì em ở riêng hay ở chung cũng được. Chung là nếu mà hai đứa về chung một nhà thì quan điểm của em là mong là hai đứa sẽ hiểu nhau hơn, sẽ nhường nhịn nhau nhiều hơn. Dạ, nhường nhịn nhau nhiều hơn và sẽ hiểu cho công việc của mỗi người hơn. Cái đó em ghen vừa lúc nào. Ê, anh đi anh hỏi em thí dụ như những trường hợp mà có thể làm em ghen như thế nào thì em có thể nói anh biết không? Để anh biết sau này kiểu như anh biết anh có thể tránh để em không vui những việc cái điều đó, chẳng hạn là như vậy. Chung là ai cũng có nhiều mối quan hệ, có bạn là con nữ giới, nhưng mà đừng có thân mật quá là được rồi. Cái này thì em yên tâm. Dạ. Anh luôn giữ khoảng cách với lại tất cả mọi người, cả bạn bè hay gì của anh luôn có một khoảng cách nhất định. Vui, cười, giận hớt thì có, nhưng mà nhây thì có, nhưng mà kiểu mà sắp sắp lại quá thì chắc không. Rồi, về chỗ đi, được rồi đó. Thiệp, nào. Bên nhà trai là đứng hình rồi đó. Ha. Thiệp đã nói như thế. Bây giờ quan trọng là nhà gái có tạo cơ hội cho nhà trai kết nối đến với mình hay không. Riêng nhà gái thì nhà gái rất là thích một cái câu nói của bạn này. Đó là anh rất là thương ba mẹ. Mà anh cũng nhìn thấy em cũng là một người rất là kính hiếu với ba mẹ, cho nên anh tin một điều rằng là hả sao tôi với bà bàn cái tên sao tôi, nói chung là tôi thích bạn này đó. Tôi cũng thích bạn đó. Tôi thấy bạn này chân thành, có hiếu với cha mẹ là thấy được rồi. Bên đó cũng chân thật đó. Đúng rồi, rung quá, chân thật quá nên rung quá ít nói. Như đàn trai bước tới bà gả luôn. Gả, cái này là gả liền. Gả liền đúng không? Ngon. Ngon, cái này là gả liền.
Chứ nhà trai tôi chịu rồi đó. Đó. Mà giờ không biết đôi trẻ nó làm sao. Đúng rồi. Thôi để đôi trẻ nó quyết định bằng chính trái tim của mấy đứa nhỏ đây ha. Đúng. Rồi. Bây giờ hai đứa nhỏ để tay vào nút bấm. Bên trái nè Hiệp. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. Hãy nhắm mắt lại, suy nghĩ thật kỹ và quyết định bằng chính trái tim của mình. 1 2 3 Chúc mừng. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau đi nào. Đó, đẹp đôi mặt ông lắm. Vui ra mặt luôn. Lúc nào cũng cười, bên kia lúc nào cũng cười. Bây giờ hai người cùng cười và hai cái nụ cười này nó sẽ kết nối với nhau, nó cười hoài luôn cả cuộc đời luôn, được không? Dạ được. Được ha. Cho dù phong ba bão tố, cho dù có những gì khó khăn, hãy ngồi lại với nói chuyện với nhau để chúng ta cùng cười, cùng nắm chặt tay nhau để vượt qua giông bão của cuộc sống nha. Dạ. Cảm giác của Hiệp giờ sao nè, nói cho bạn gái biết đi. Thì như nãy nói em vẫn còn hồi hộp. Hồi hộp ha. Dạ, hơi luôn, vẫn chưa hết. Bây mà giờ... có cảm thấy vui không khi mà bên đây bấm nút? Dạ, cái lúc có. Mà chờ á, có sợ không? Dạ, em tin vào trực giác với con tim mình. Cho nên em nghĩ bạn sẽ bấm. Tự tin như vậy là tốt. Ba mẹ của bạn gái đang theo dõi đó, coi như được cái màn hình đó đó. Mình xin phép hai bác cho con... quen được làm quen với nhau, tìm hiểu nhau và con hứa cái gì với nhà gái đó, nói đi. Dạ, cho con phép, con chào hai bác trước à. Thì đây thì xin phép hai bác có thể cho con quen bạn và con sẽ cố gắng để luôn làm cho bạn đó vui và hạnh phúc và lúc nào bạn đó cũng sẽ cười hơn là gơ những lọc giọt lệ à. Hay quá. Là mình nói cái gì đi. Thấy an lòng chưa? Em run quá, không biết nói gì hết. Bạn gái cũng rất là e thẹn, mắc cỡ. Thôi thì hai đứa cố gắng dìu dắt nhau nha. Tìm hiểu nhau và thông báo tin vui một ngày sớm nhất cho chương trình được biết nha. Mà nhớ nha, cái gì hứa trên sân khấu này là phải làm đó, chứ không phải hứa suông đâu. Mẹ ta nói rồi. Em có con sổ. Yên tâm đi. Lâu lâu ta hơi quên thôi. Quên nhắc. Quên thì nhắc. Vậy tôi thôi. Nhắc chưa?